Ok, lại là mình Min Gaming. Hôm nay cùng mình trải nghiệm tựa game rất là mới từ Alphabet nha. Ok, tựa game cực kỳ hấp dẫn. Yeah. Ok, let's go. Wow. Thấy gì chưa? Ây, yeah. Ây, wow. Ây, wow. Ây. 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 Ơi. Bóng ma. Yeah. Yeah. Wow. Ok, chúng ta đến chữ cái tiếp theo. Bỉ. Bỉ. Wow. Ok, chúng ta cùng đến với C. Wow. Yeah. C. C, sâu vlát. Xích. Ok, chữ cái tiếp theo đi. Wow. Yeah. Bí. Bí.
Ok, chúng ta cùng đến với chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái. E. Yeah. E. Wow, chuyển động. Wow. Đung đưa. Mờ nhạt, phai màu. Ok. Màu. Ép tăng hình. Ok, chúng ta đến chữ cái tiếp theo nhỉ. G. G. Wow. Yeah. Ok. Chúng đi game tiếp theo. Wow. Chúng ta cùng trang trí cho A. Yeah. Yo, đôi mắt rất đẹp. Wow. Ok. Wow. Ok. Mắt. Thế bên sẽ là cái mồm nhé. Xây. Wow. Wow. Ok. Đôi mắt nào sẽ hợp với chữ A? Wow.
Wow, ok, chúng ta sẽ chữ B. Các bạn hãy chọn xem nụ cười nào hợp với chữ B nhé. Wow, quá tuyệt vời. Yeah. Ok. Ok. Wow. Wow, quá tuyệt vời. Ok, chúng ta đến tiếp theo. Bảng chữ cái. Ây, yeah. B. Wow. Các bạn hãy biết bài hát A, B, C, D, A, F, G. A, F, G, H, I, J, K, L, M, O, Wow. J. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Ấn like và đăng ký kênh Min Gaming. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. I love you. Thank you.